Nhật Kim Anh đến viếng Phi Nhung tại Mỹ, nói một câu khiến khán giả không kìm nổi nước mắt, nói một câu khiến khán giả không khỏi xót xa. Mới đây, Nhật Kim Anh đăng tải trên trang cá nhân những hình ảnh tại chùa Huệ Quang, Mỹ, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ cảm xúc khi đến viếng cố ca sĩ Phi Nhung nhân một chuyến đi tới Mỹ. Nhật Kim Anh không kìm nổi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh của Phi Nhung, cũng không tin nổi rằng ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Đi viếng chị Phi Nhung, không hiểu sao mình vẫn không tin là chị đã mất rồi. Nhìn hình ảnh chị Phi Nhung, tự nhiên em và chị Demi không cầm được nước mắt. Chắc có lẽ em cũng như hàng ngàn khán giả đang yêu thương chị, ai rồi cũng sẽ có cảm xúc như em khi đang nhìn di ảnh của chị vậy. Vì mọi người ai cũng yêu thương chị và dành cho chị một tình cảm chân thành và vô cùng đặc biệt. Nam Mô A Di Đà Phật, Nhật Kim Anh nghẹn ngào chia sẻ. Ngay sau khi chia sẻ, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự xót xa dù đã gần một năm kể từ ngày Phi Nhung qua đời. Nhưng đối với những người yêu mến chị vừa mới đây thôi, một số fan hâm mộ vẫn không thể tin được của ca sĩ đã ra đi. Phi Nhung qua đời là sự mất mát lớn không chỉ đối với nền âm nhạc nước nhà mà còn để lại cho khán giả sự tiếc nuối khôn nguôi. Gần một năm mà coi như mới mẻ, người phụ nữ hiền lành và hy sinh, khổ từ bé cho tới ngày lớn lên, tất cả niềm vui thì cho mọi người, đau buồn một mình chịu, thật đáng thương vô cùng. Không một ai muốn tin điều đó, vẫn chưa thể chấp nhận được, cứ ngỡ hai vẫn còn đây. Chị lúc nào cũng đẹp trong lòng mọi người vậy Phi Nhung ạ. Chúng em cũng không thể tin và cũng không mong muốn điều đó chị ơi. Mãi thương Phi Nhung. Kể từ khi chị qua đời đến nay, con gái Phi Nhung là Wendy Phạm đã thay mẹ làm nốt những điều mẹ còn dang dở. Cô dùng số tiền phụng dưỡng mẹ vào việc từ thiện, một nửa cô dùng để xây trường Việt ngữ, nửa còn lại Wendy chăm sóc các em nuôi ở Việt Nam. Con gái Phi Nhung cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh của mẹ, cũng như bày tỏ sự nhớ thương trên mang trang cá nhân của mình sau một năm mẹ qua đời. Khán giả không khỏi xót xa và nhớ thương người phụ nữ tài hoa nhưng lại ra đi khi còn khá trẻ. Việt Hương giải thích lý do không tổ chức tang lễ cho Phi Nhung. Việt Hương cho biết vì Phi Nhung vẫn còn người thân nên cũng không đứng ra làm, chỉ đến đây thắp hương nếu gia đình tổ chức giỗ đầu. Khi trò chuyện về kế hoạch tổ chức giỗ đầu cho cố nghệ sĩ Phi Nhung, Việt Hương cũng cho biết thêm rằng hai người bạn của tôi mất theo quốc tịch Mỹ. Như anh Chí Tài mất ngày 9 tháng 12, còn Phi Nhung mất ngày 28 tháng 9. Chị Phương Loan có nhờ tôi cúng cho anh Tài ở Việt Nam. Tôi theo anh ấy như một người anh, còn Phi Nhung vẫn còn gia đình, người thân rất nhiều nên tôi chỉ đứng một bên nhìn. Nếu gia đình có làm, tôi sẽ tiếp tới thắp hương, mình phải tôn trọng quyết định gia đình là trên hết. Việt Hương thẳng thắn cho biết cô với giọng ca Phải Làm Cô Gái Bến Tre là những đồng nghiệp nhưng không quên đến mức biết hết tất cả về nhau. Tôi rất quý tấm lòng của Phi Nhung. Khi gặp nhau, hai chúng tôi thoải mái đùa giỡn. Phi Nhung lớn hơn tôi, chị ấy rất quý tôi nên cả hai không nề hà gì cả. Vợ nghệ sĩ Hải Phương cho hay. Đồng thời, diễn viên Nhà Có Năm Nàng Tiên chia sẻ về kỷ niệm gắn liền với người bạn đã khuất. Mỗi lần tôi diễn không hay, Phi Nhung đều nói tại sao bà làm vậy. Hai chị ấy liền diễn, chị sẽ hỏi, bà Hương, bà xem tôi diễn vậy có được không? Phi Nhung lớn hơn tôi nhưng chị ấy chịu khó học hỏi rất nhiều. Đó là người đồng nghiệp mà tôi rất trân quý, nên tôi tôn trọng gia đình. Chị thắp Hương, cô chia sẻ. Nhắc đến Phi Nhung, Việt Hương bồi hồi nhớ đến món quà là kẹo sâm mà nữ ca sĩ tặng cho cô ấy trước đây. Vợ nghệ sĩ Hải Phương kể rằng, cứ mỗi tháng là Nhung sẽ gọi và chuyển kẹo qua cho tôi, vì tôi chỉ ăn kẹo mà Nhung cho, nên nếu hết là tôi lại gọi cho bạn. Nhung nói kẹo đó ngậm khỏe nên hay mua gửi. Bản thân tôi bị tụt đường nên hay bỏ kẹo trong túi. Bây giờ cũng có nhưng không phải là kẹo ngày xưa Nhung gửi nữa rồi. Thời điểm Nhung nằm bệnh viện vì nhiễm Covid-19, Wendy đã ủy quyền Việt Nam để cho Hương lo cho mẹ cô tại Việt Nam. Sau khi nữ ca sĩ qua đời, bà xã Hoài Phương trực tiếp mang cho cốt sang Mỹ, giao lại cho con gái Phi Nhung. Khi ấy, Việt Hương từng rất xúc động bởi dòng trạng thái tiễn biệt rằng giám khảo solo cùng Bolero. Tất cả các khán giả đây là phải có người rất là thầm lặng của tôi và đến xem MV của nhà hát.
Xin trời ngừng bay cơn gió heo mây để em tóc dài yên ngủ được ngay. Bờ áo em đứng mãi mong chờ ai, em tóc trắng cành mai, xin trời ngừng mau sương xuống đêm thâu để em cắm đầu em ngủ được lâu. Ngò kia đơm đóm tóc cho cái này lâu quá rồi, cha rồi quên rồi, con ơi quên rồi đó, lo dành đời về đòi hát cho được. Quên lâu, tại vì cái này hồi còn nhỏ hát mà lâu rồi. Xin trời bơ ngò khuya đông đông tố mai dịu bông, mẹ ngồi xuống cái tóc mẹ. Em đen màu chán chứa tình yêu